Tiểu mục tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là Đàm Đang Khéo Léo, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái bí kíp, kèm theo đó là những cái món ăn cực kỳ là sáng tạo, độc đáo và cũng sẽ là những cái món ăn vô cùng quen thuộc với chúng ta trong những bữa ăn hàng ngày của gia đình. Không biết là với chị Vân Anh cũng như là những thành viên trong gia đình khác thì có thích những cái món đồ Âu để thỉnh thoảng là chúng ta gọi là đổi món, đổi hương vị khi mà chúng ta hàng ngày có lẽ là ăn rất là nhiều những cái món ăn đồ Á quen thuộc, những cái món ăn có thể nói là dân dã và đi theo chúng ta từ tuổi thơ đến lớn. Nhưng mà có một món Phương Thúy rất là thích và cũng nằm trong một cái wishlist là nếu như mà nghĩ tới đồ Tây là nghĩ tới ngay, đó chính là pizza. Chị Vân Anh thì có như thế không ạ? Vân Anh cũng tương tự như vậy. Mình nhớ rằng là hồi bé thì mình rất là thích mỗi lần được bố mẹ đưa đến quán pizza. Thế còn bây giờ thì mình thấy rằng là chúng ta cũng rất là dễ dàng để một là có thể là học những công thức và chế biến tại nhà, hai là mua những cái gói bánh pizza mà đóng sẵn rồi ấy, và về nhà chúng ta chỉ cần nướng lên thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng là những bà nội trợ yêu thích nấu nướng thì luôn luôn mong muốn là làm thế nào để chế biến được một chiếc bánh pizza đúng chuẩn và ngon nhất cho gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ đầu bếp của chương trình để biết cách chế biến món pizza nhé. Là một thợ pizza lâu năm đến từ Thụy Điển, Tony cùng với vợ làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, niềm đam mê với những chiếc bánh không ngừng thôi thúc vị đầu bếp tài hoa này sáng tạo ra vị pizza mới mang hương vị đặc trưng của một quốc gia châu Á. Để rồi, không chần chừ, với các nguyên liệu Việt Nam, pizza Thanh Long được Tony sáng tạo, thực hiện và nhận được nhiều sự yêu mến của các thực khách yêu ẩm thực. Tôi yêu pizza và đã làm bánh pizza trong nhiều năm. Vì vậy, đến Việt Nam, tôi cùng với vợ tới rất nhiều nhà hàng Việt để nếm thử pizza. Nhưng buồn là tôi không thích hương vị của chúng. Điều này khiến tôi nghĩ rằng tại sao mình không tự làm một món pizza tại đây để mọi người có thể thưởng thức hương vị chuẩn của một món pizza. Và đặc biệt là nó mang phong cách Việt Nam. Vì thế mà tôi đã chọn Thanh Long, thức quả tươi ngon và rất phổ biến tại Việt Nam, để làm ra món pizza Thanh Long hoàn toàn mới. Nó không phải pizza Ý, pizza Mỹ mà là pizza Việt Nam 100%. Pizza Thanh Long của Tony với lớp vỏ bánh màu hồng không chỉ mang hương vị mới lạ mà còn rất bắt mắt. Món ăn phương Tây đậm chất Á Đông bỗng nhiên trở thành thức quà được yêu mến. Không chỉ dừng lại ở làm bánh pizza, Tony còn truyền dạy công thức các món ăn cho các bạn trẻ yêu thích pizza để món ăn này đến được gần hơn với người Việt. Khi làm bánh pizza, với tôi không phải vì tiền mà nó là vì tình yêu. Tôi muốn dạy cho những bạn trẻ cách làm bánh pizza và yêu mến nó như mình. Và quan trọng là tôi mong muốn những chiếc bánh pizza không chỉ ngon mà còn phải đảm bảo và tốt cho sức khỏe. Có thể thấy ngoài sự khéo léo và khả năng làm bếp, để làm ra một chiếc bánh pizza ngon còn đòi hỏi sự tận tâm, tình yêu và sự sáng tạo của người đầu bếp. Và với Tony, vị đầu bếp Thụy Điển trên đất Việt chính là minh chứng cho tình yêu đó, khi không chỉ pizza Thanh Long mà các món pizza khác của vị đầu bếp này luôn được ưa thích. Là cách lựa chọn để chúng ta có được một món pizza thật là ngon cho gia đình, thì quý vị khán giả sẽ có thêm những cái tip bỏ túi cũng như là sẽ có thêm những cái phương án để chúng ta có thể kết hợp cùng với đồ Âu và cũng sẽ là làm mới hơn những cái menu cho món đồ ăn cùng với những cái bữa cơm hàng ngày của gia đình để có thể là có thêm những cái hương vị độc đáo hơn, mới lạ hơn cùng với những món ăn đã rất là quen thuộc.